khi con nhìn xem thanh giá ở nơi nhà cha. Lòng nhớ bao điều mà Chúa đã làm vì con. Giữa chốn đông người kia, Chúa vác thập tự đi, chịu những roi đòn, vạn tiếng chê cười, ngài đau. Ngài đau không vì những roi đòn, ngài đau không vì những gai nhọn, ngài đau không vì những dao đâm xuyên qua nơi hồng làm ngài tuôn huyết. Ngài đau khi nhìn thấy con người chìm đắm trong tội ô mơ, chẳng biết Giê-xu yêu thương con người chết thay. Cảm vì thế nhân ngài uống trên đau thương này, hầu cho hết ai tin con trời nhận được sự sống. Thánh giá ở nơi nhà cha, lòng nhớ bao điều mà Chúa đã làm vì con. Giữa chốn đông người kia, Chúa vác thập tự đi, chịu những roi đòn, vạn tiếng chê cười, ngài đau. Ngài đau không vì những roi đòn, ngài đau không vì những gai nhọn, ngài đau không vì những dao đâm xuyên qua nơi hồng làm ngài tuôn huyết. Ngài đau khi nhìn thấy con người chìm đắm trong tội ô. Nhưng con người nào ai hay biết đã vô tình từ chối ơn ngài, tim ngài tan nát, ngài chịu bao đớn đau vì ai. Đau không vì những roi đòn, đau không vì những gai nhọn, đau không vì những dao đâm xuyên qua nơi hồng làm ngài tuôn huyết. Ngài đau khi nhìn thấy con người chìm đắm trong tội ô. Nhận được sự sớm đời đời.
Ngày đau khi nhìn thấy con người chìm đắm trong tội ác.